làm kẹo bông từ nước cam á. Rồi không biết nước cam có làm được kẹo bông không nhỉ? Cũng hết cái xung quanh rồi, quay mãi mà không được các bác ơi. Ê được nè. Úi, vậy mà nước cam cũng làm được kẹo bông á hả? Nước cam có đường thế nên là làm được kẹo bông à? Kẹo bông làm từ nước cam các bác ơi. Hóa ra nước cam mới làm được kẹo bông. Thơm mùi cam. Ngon thế. Thật ra thì ê dùng đường đó nha.